ba mẫu chân váy nàng mũm mĩm nên tránh xa. Lý do nàng chấp đi không nên diện ba mẫu chân váy này là vì chúng sẽ khiến bạn trông béo hơn. Dù sở hữu thân hình mảnh mai hay mũm mĩm thì chân váy luôn là một trong những trang phục được hội chị em ưa chuộng nhất. Thế nhưng, muốn mặc đẹp với chân váy bạn nên hết sức chú ý đến kiểu dáng bởi chúng hoàn toàn có thể khiến bạn trông mất điểm hơn. Với những cô nàng nặng cân, có 3 kiểu chân váy mà bạn nhất định không nên chi tiền. Cụ thể là chân váy xếp tầng, chân váy đuôi cá và chân váy chata. Chân váy xếp tầng. Không thể phủ nhận vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng của các mẫu chân váy xếp tầng. Thế nhưng, sự thật đáng buồn là không phải ai cũng có thể ghi điểm mặc đẹp khi diện kiểu váy này, đặc biệt là các nàng chubby. Các chi tiết xếp tầng chính là lý do vì sao kiểu chân váy này cần bị gạch tên trong danh sách mua sắm của bạn. Các lớp vải xếp lên nhau sẽ khiến cơ thể của nàng bị phình ra và trông béo hơn. Chưa kể, nếu chọn phải những mẫu chân váy rườm rà thì càng khiến bạn trở nên lôi thôi, nặng nề hơn nữa. Chân váy đuôi cá. Chân váy đuôi cá vốn được thiết kế với kiểu dáng ôm gọn gàng và phần đuôi xòe. Mẫu váy này chỉ phù hợp với những cô nàng có thân hình mảnh mai đến đầy đặn. Những nàng mũm mĩm diện chân váy đuôi cá có thể làm lộ ra vóc dáng kém thon gọn của mình. Thay vào đó, bạn nên mua những mẫu váy suông hoặc váy chữ A đơn giản để tạo cảm giác cơ thể thanh thoát và nhỏ nhắn. Chân váy tata. Ưu điểm của chất vải tata là khả năng tạo phồng tốt và độ sáng bóng đặc trưng. Kiểu váy này sẽ mang đến cho người mặc vẻ sang trọng và tiểu thư vô đối. Thế nhưng, chúng lại không phải là lựa chọn hoàn hảo cho những chị em nặng cân. Khi diện chân váy tata, phần thân dưới của nàng sẽ trông to và trở nên rồ rề. Nếu thích dáng váy tương tự, bạn có thể tham khảo các chất liệu mềm mại và có độ rủ thì sẽ phù hợp hơn.